nay lại quay trở lại giới thiệu cho các bác cái dòng sản phẩm át chống giật rồi chống cháy chống nổ nhà em nhá. Đấy, hàng này nhà em thì toàn là hàng của Nhật, của nhà em có hàng Nhật, hàng Hàn, toàn là hàng Nhật, này là Nhật bãi nhá, hàng Nhật nhập nguyên chiếc từ Nhật về nhá. Hàng này không phải là hàng này, các bác nhớ là hàng Nhật, nhưng mà hàng này toàn là hàng tháo tủ, hàng mới của bên Nhật, ý là bên đấy người ta sử dụng, có biết bác biết là Nhật thì người ta đòi hỏi những cái kỹ thuật cao, người ta chỉ dùng liên độ khoảng 2 năm đến 3 năm là người ta tháo, người ta thay cái mới, chứ không như hàng Việt Nam mình nhá, mà dùng đến hỏng nhá. Thế nên các bác yên tâm về hàng chất lượng luôn. Đây, hàng này nhà em có hàng 30A, 40A, 50A. Đấy, hàng này, hàng đấy, toàn hàng nhá, hàng các bác nhìn đây. Đấy, hàng sắc nét. Đấy. Đấy, dòng nhà em có cả dòng 3 pha, dòng 2 pha, đây là hàng 50A nhá. Đấy, hàng của Mitsubishi nhá. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy. Cái hàng này của em rất là hàng rất nhạy, rất tốt nhá. Cái này như nhà em lắp nhá, chỉ cần ví dụ mưa bão mà sấm chớp, nó chỉ cần có cái là nó tự ngắt nhá. Đấy, nên các bác yên tâm mà sử dụng. Anh chị em là có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhá.